Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 2 tháng 1 Thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết, liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Hạc Thành Tower, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm hai bị can, thực hiện lệnh khám xét đối với Nguyễn Đình Chén, Nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính và Trần Công Tỏ, Nguyên trưởng Phòng Tài chính Doanh nghiệp, Sở Tài chính Thanh Hóa về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Quyết định khởi tố bị can cũng đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê chuẩn. Theo cơ quan công an, quá trình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sông Mã, hai bị can nói trên đã không chỉ đạo tổ công tác thuộc ban chỉ đạo tổ giúp việc ban chỉ đạo cổ phần hóa và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sông Mã thực hiện xác định giá trị tài sản của khu đất số 3, đường Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa vào giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chuyển đổi thành công ty cổ phần. Với hành vi này, khu đất số 3, đường Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa không được xác định vào tài sản doanh nghiệp, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền gần 56 tỷ đồng. Liên quan dự án Hạc Thành Tower, từ tháng 6 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định khởi tố vụ án, liên tiếp khởi tố bị can đối với nhiều cán bộ, cựu cán bộ gồm Trịnh Văn Chiến, nguyên bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa, Nguyễn Đình Sứng, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Cù Đình Hiền, nguyên phó tránh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Bùi Văn Nam, nguyên phó trưởng phòng kinh tế tài chính thuộc văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí khởi tố bị can bắt tạm giam đối với nguyễn mạnh sơn nguyên chủ tịch hội đồng quản trị đinh xuân hướng nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sông mã về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí khởi tố bà đinh cẩm vân nguyên giám đốc sở tài chính và ông nguyễn bá hùng nguyên phó giám đốc sở tài chính cựu bí thư huyện ủy như xuân vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ